chặt mất tiêu luôn. Nhưng hết cái khung gỗ rồi. Hello. Công tác chuẩn bị à. Nhà thì chật mà người thì rất là đông. Ừ, vô đây chị. Để ngồi mát, để ngồi mát cho. Vô đây. Để thuốc à. Bỏ thuốc đi trời. Chị qua bên kia bỏ em nha. Ừ, khi nào qua bển không? Đi đi. Khi nào không sớm mà hết mở mắt khỏi lông rồi đi à. Rồi là khách sạn nhấp nháy luôn hả? Ừ. Không có đèn trắng hả? Căng nha. Không, tạm sơn không qua bên kia nữa, chung với ổng luôn đó. Tùy. Lát đông vui lắm bà con. Ai đang ở tiệm tôi ơi, tôi đóng cửa tiệm trong Sài Gòn ra đây hết mà. Máy lạnh để 16 độ nãy giờ mà nó vẫn chưa xuống được 16 độ nữa. Người quá đông. Kìa bật cái máy quạt sau lên Hiếu ơi. Bật máy quạt sau rồi đừng có ngồi che máy quạt. Đúng rồi, có nhiêu quạt mà che hết mà. À tôi phải mang nhiều nhân lực để có người xăm miễn phí rồi bà con. Đáp ứng nhu cầu. Đấy. Ở dưới kia vẫn còn 20 mấy người rồi. Một số người là học trò, một số người là thợ. Bà bầu. Bà bầu bụng sắp bự. Lâu lối ra. Đúng rồi. Đã. Sướng không? Sướng có. Bình Dương hú hí hả? À, tôi đang ở Bình Định rồi à. Sáng giờ cho bà Bo đi phơi nắng. Sao bị tháo bông rúng rồi mà. Ừ, bầu bự là phải tháo bông rúng rồi. Thôi, đĩa xong là xỏ lại. Nhiều khi không còn được lỗ nè. Ai muốn xỏ rúng qua tôi xỏ luôn nha. À. Bữa tôi mới chịu chơi, tôi in 1000 tấm hình của tụi tôi từ năm 2017 tới giờ. Ông Sơn coi có bao nhiêu hình là ông chụp. Hả? Từ 2016 luôn hả? Đó. Trời ơi, đồ đạc hành lý bỏ dưới kia. Bỏ ở phía dưới. Tắt. À. Để thôi bỏ trong này đi. Đồ của tao, đồ của tao, năm túi của tao đó. Đồ của tao là đổ bay lâu rồi, còn túi này túi kia. Tao là năm túi, một túi nữa. Đây là VN Style và những người bạn. À, qua từng thời kỳ. Dán hình tao ổng ít thôi, để dành tao dán phòng của tao. Dán nhiều cùng với mọi người đó. Ủa tất nhiên rồi, cái hình này lưu từ Facebook của tao. À, học trò mới 18 tuổi đó. Quê ở đâu ạ? À? À, ở Bình Dương à, mới nhắc Bình Dương, có Bình Dương luôn à. Ơi cô gái Bình Dương. Không có tiểu long nữ. Ma chó là có thật. Ai bà con rồi, nhìn lại nhiều kỷ niệm phết. Đây đây. Cái này mới vui nè. Đó. Cái gì đây à? Ba của em bé này kêu để chụp hình idol quăng qua cho ẩm nhỏ khóc bà cốm. Mấy tiếng không nín luôn. Gì
Sao đó thấy đẹp không? Hình đẹp không? Mày kêu cùng cái file gì đấy. Xấu quá à, trời ơi, vậy mà xấu trời. Ê ê, khoan khoan, hỏi sư phụ có dán nó không chứ đâu có dán đâu. Hỏi hỏi ổng đi, cái đó chị nhớ là hình như không có dán đó. Hỏi đi, hỏi đi. Làm gì mà sợ sệt thế? Còn lột ra được mà, sao? Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ, ok. Đây. Đây là anh Đạt nha bà con. Đây, đây là anh còn còn đặt mặt đúng không? Đó. Anh Đạt mới làm cái bộ đầu, bây giờ anh Đạt đang cảm thấy rất là hối hận. Hết nhiêu tiền Đạt? Triệu rưỡi à, úi rồi ơi, thấy chưa? Đầu tư vào nhan sắc không kém cạnh gì các cô. Lấy cái dao đọc giấy đọc sát bí hết. Chứ bây giờ là lợi lòng như gì, trời ơi. Trời, mày làm tới đâu phải thông bị à, chứ làm. Cô học trò nữ tôi khá là cá tính à, chị thích rồi đó. Mày làm chị thích rồi đó. Tao đang thấy tóc tao hơi bị dày, hơi ngứa ngáy rồi đây. Cái gì đây? Có hình chụp, có hình chụp chung với em không hả? Chắc có. Tụi tôi có nhiêu tôi in hết mà. Bạn có trên Facebook của mình là chắc chắn là chắc có đó. Cái gì đây? Nguyên miếng luôn à. Ê, ê. Dán bên kia nè, bên kia nè. Bên kia. Ừ, đó, mặt đó nữa. Nhà tôi chả có gì ngoài hình. Người á, nhà nữa không có gì ngoài người. Học trò này xinh không? Đấy. Người lớn chơi kỳ, chụp tấm hình gửi không không cảm ơn luôn. Người lớn này kỳ được chứ. Ủa ông chụp á hả? Thì đang chụp đây nè, cho ông gửi cho gấu là. Đã xem mà nếu em trả lời. Kìa gấu. Sơn đang bóc phốt gì con? Đồ nghề á, đồ xăm á, khoan á. Đây là anh Bình. Anh Bảo đâu hả? Anh Bảo đang làm phụ hồ dưới kia nè. Ồ, anh Bảo luôn ha. Rồi, anh Phương chém là anh Bảo luôn ha. Không phải. Đang chém nhau anh Sơn. Chắc á. Đang chém nhau à? Đang chém nhau mà. Ôi, dạo này tóc dài quá bà con ơi. Tôi nhìn thấy cái con bé này nó để cái tóc under kích, cái kiểu mà tôi để hồi trước giờ tôi thấy ngứa quá rồi nè. Chị cũng đang muốn tém hết phía hàng phía dưới chị để trên rồi. Tém là anh chinh hết em á. Tao chỉ có cắt ngang thôi chứ không có lầy lầy. Này là chinh hết. Chinh nào? Tao cạo. Chinh lừa, nhiều người cắt tóc rồi. À. Thằng Chinh này cứ thấy gái đẹp là sắp sắp là như thế nào vậy? Tao thấy là cứ em học trò nữ nào là mày là phải gạ đầu tiên đó. Đẹp không? Nhỏ này làm tôi ngứa quá lên nè. Mới sợ lưỡi. Lại. Sao bộ không có kêu dán đó hả? Chị cũng đang tính là từ cái lỗ tai trở xuống là tao cạo. Mới lột ra đâu rồi? Ừ, luôn. Cạo luôn á. Mát. Chắc tí nữa đi cạo luôn quá. Chị có giữ ở trên thôi. Để cho nó mát. Chút nữa đi cạo luôn. Long bít. Hôm nay long quá hả? Đó. Có 20, có 25 người thôi mà bà con. 25 người á. À, tôi không biết. Đúng rồi, tụi tôi đi từ Sài Gòn về Bình Định bao luôn cái xe khách bà con à. Cái loại xe limousine á, mỗi người một phòng á. Ừ, nếu mà đi hết tiệm chắc phải thuê 3 xe. Này, chỉ là 1% của, ý lộn, vài chục phần trăm thôi. Đây là anh Bính á. Từ từ Bình Định mà ra Nghệ An là gần lắm đó, Bình Bính à. Keo còn không thấy. Hả? Hết keo rồi, hết keo rồi. Ờ, gần. Mấy trăm cây thôi. Gần hơn rồi, cái chắc. Ở đây cùng miền Trung mà. Mày về không? Tao cho mày một vé về Nghệ An luôn à. Đi luôn. Ờ, miền Trung. Còn Hoàng ở đâu? Ở Hà Tĩnh à? Ở Hà Tĩnh cũng gần. Đó. À.
À, ta cho về quê hết. Đúng rồi. Đúng rồi, tầm này mà về nghệ tịnh của chúng mày là bây giờ có mà chết nắng. Ở ngoài đấy đang cháy rừng quá trời luôn kìa. Hết rồi, cho nên hết rồi. Ra Bình Định xăm free, ra đây trời ơi. Ra đây ngày mai có xăm free nè, kết chị tóc xanh rồi nha kìa đó. Mắc cỡ. Có bò chưa? Có người yêu chưa? Chưa. Trời ơi, bén. Chưa người yêu kìa. Xin info ngay. Em làm gì để có người yêu? Thằng Hoàng chưa có người yêu à? Em cũng chưa. À. Chưa. Thằng này nó mới bị giật cái iPhone XS Max đó bà con à. Đưa khổ thằng lắm. Mới hôm chuẩn bị trước về quê là anh bị, anh đi sao ra đường Phan Xích Long anh bị giật cái điện thoại. Tiếp thế. Nhưng mà bà con yên tâm ấy, thằng này là nhà có điều kiện à, may nó đi, đi mua cái khác ngay. Điều kiện này còn chưa có yêu nữa chứ. Ờ, đúng rồi đấy. Đẹp trai không? Nhìn cũng có nhan sắc à, mà lại còn nhà có điều kiện mà. Vậy mày lại khiến dễ thương à. Cô lại còn may mối rồi à. Làm gì may mối à, tôi không rảnh à. Thích chị áo vàng rồi nha. Kìa xin info kìa mày nói đi. Info đó. Facebook á hả? À, là Nguyễn Trương Hương Nhu. Về Nguyễn Trương Hương Nhu tôi còn chưa có bạn nó. Nó đi học. Mà đi học mấy bữa rồi? Ờ, năm. À, vậy là chị về quê đúng là một tuần rồi đó. Đúng. Bây giờ tôi mới gặp nó đó. Trời ơi, trong đà, trong tiệm tôi có đối thủ rồi. Tao là tao kết bộ tóc rồi đó, chút nữa tao phải đi cạo liền. Cạo liền cũng nhờ nha. Không nhờ. Sư phụ giết chết. Không, mai mốt chị nhuộm móc lai. Tóc chất và áo vàng ơi kìa, à, chết mẹ rồi. Không tóc ép tự nhờ mất. À. Được rồi. Tẩy luôn. Thôi. Không bao giờ tẩy với nhuộm nữa, tóc để đen tự nhiên vậy khỏe hơn. Đây Facebook của nó nè. À nick vì ai nick. Nguyễn Trương Hương Nhung. À ca follow luôn. Độc thân à. Độc thân thiệt mà. Đấy. Rồi độc thân thiệt. Hello. Ai? Cương có người yêu chưa? Ê, đây, thằng Đạt. Mỗi lần có livestream là nó cứ bảo nó ế vào con à. Ế cả tiệm mà, Bình có người yêu chưa? Chưa à? Ủa. Từ lúc mày xăm nhiều giờ mày ế à? Đây, đây, đây. Kìa có ai thương anh Đạt không kìa? Tôi nói thiệt bà con, Đạt nó ở với tôi 3 năm với tôi chắc cũng phải nó sẽ ra mắt ngoài 6 con rồi. Con. À đúng rồi đấy. À, riêng tên Linh là nó có 3 con bồ nó dắt về ra mắt rồi đó bà con. Còn một con cũng tên Phạm Mai nữa chứ. Giống tôi nữa chứ, ghê thiệt chứ. Về ngại cũng chết rồi. Mày bớt ra mắt giùm tao nha Đạt. Không tin bà con cứ dở mấy cái live stream cũ tôi, thế nào cũng phải gặp con bồ nó vài lần. Mà mỗi lần một con. Đâu? Đúng rồi. Đấy, có cả bố Đạt đấy. Đấy, lúc đó nó đang cầm cổ nó ăn kìa. Đấy, tấm này cũng Đạt. Cái Đạt của... Đấy, lúc này anh lại cấm cổ nó uống. Thằng này ở tiệm nó thấy vậy chứ mà heo đồ ăn lắm bà con. Tới bữa ăn là anh Đạt không nói gì hết, anh Đạt chỉ có thế mà và cơm mà mồm. Ngày xưa đem cơm cho. Anh Bến có người yêu chưa? Anh rất là cô đơn có cháu. Nói thế rồi gì nữa. Anh Phương có người yêu chưa vậy? Chưa có người yêu ạ. Hả? Thì mình không có xe, chỉ có thuê thôi. Thích đi không? Rồi, ngồi đi.
Ngồi đi. Ok, nổi tiếng mà. Gọi gọi taxi. À, đưa em điện thoại em không? Xe chung. Có xe. Ai để coi em chút nó về chưa tại chở vợ đi khám. Xe 7 chỗ hả? 4 chỗ. Mấy chỗ? Ông đặt bằng hợp đồng với tao phải không? Dạ. Chờ tôi chút nha bà con. Để tôi làm tổng đài điều taxi đó. Con thao. Chờ lớn. Gì? Lúc nãy nó còn muốn bạn chưa hả? Có rồi nè. Cho mẹ chút đi, mẹ đang làm việc. Nè. Bữa nào bạn ra né quảng mua thêm kìa. Bữa phải đúng không? Nè, luôn nha. Ủa? Trời ơi. Sao tiếp mai ông ra à? Ông mai mới có chứ. Mai ông ra. Mai ông ra. Mai ông ra. Đây, anh Đạt đây hỏi hoài. Hello mọi người. Đây là chỉ có tôi chưa có người yêu thôi nha mọi người nha. cơ hội nhất năm. Đây cho mọi người xem đi. Kéo thôi. Đi tin máy thôi, đi xe mà. Hello hello. Chào mọi người xem ảnh nha. Rất là nhiều. Sắp tới anh sẽ làm một nồi cua đơn của mình. Nào lấy nữa. Sẽ làm một nồi cua đơn chiêu to chiêu khổng lồ của cháu ạ. Sao cũng nói đây. Anh Đạt cầm người xem nó giảm kinh. Gì? Từ 300 mấy xuống 100 mấy. 200 mấy. Thế rồi à? Lan ơi. Lan ơi. Mày gọi lần nào thuê tao một chiếc taxi nguyên ngày đi. Hả? Bây giờ cho Phương Rob với Diệu Bo đi Quy Nhơn. Gọi xe hơi nó chở đi chở về luôn á. Chút đâu. Chút rồi không nghe. À. Bao nhiêu tấm hả? 1000 tấm. Chờ chút nha Bo. Có chuẩn bị đồ gì chuẩn bị đi. Bắt đi. 1000 tấm á bà con mà dán ở trong Sài Gòn hết phần rồi. Vậy dán hình mà cũng mệt xỉu hả? À, nhìn thấy cái tay của Thi dễ thương không? Ai muốn tay dễ thương như Thi ở ghế tiệm tôi nha. À, bông tay tôi bán đó. Xin nói không sót, làm biết. Sơn biết. Anh Vinh đâu rồi hả? Anh Vinh đang ở ngoài kia. Sơn biết. Clip trên YouTube của anh ấy. À thôi, mai tôi khai trương bà con nào mà muốn xăm hay gì qua tiệm tôi nha. Ai tiệm ở quê đang nói với bà con ở quê. Còn ở Sài Gòn tôi đóng cửa 3 ngày tới ngày 26 tôi mới mở cửa lại nha. Có 200 nhật. Ủa, Phú Mỹ 300 thọ thì. Hả?
Phương không quan tâm à? Bảo đang Phương với Bảo cãi nhau không cho mấy chó ăn luôn á. Để giờ sao? Chìa khóa để ở đâu để nhờ để thêm người khác? Hai nói sao thôi chứ mình nói thì thôi. Để nhờ người khác. Tiệm này ở Hoài Ân, Bình Định bà con. Thôi bây giờ tôi lo chuyện ở tiệm đây. Có gì thì mình livestream chém gió sau nhé. Để nha. Bye bye.